Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì dạo này ở trên núi nắng nôi quá, bây giờ xuống với phố xem thử nó có nắng hơn không. Mà công nhận phải nắng hơn thật. Đấy, nắng thì mình phải kiếm chỗ nào mát mình đi thôi. Thì nhân tiện hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quán game. Một quán game mà nói là đắt đỏ. Đắt đỏ và VIP nhất thành phố, ok. Thì hôm nay mình sẽ theo chân Bảo, em trai của mình, nó học ở dưới đây. Mình sẽ giới thiệu cho mình quán game đắt đỏ nhất hành tinh nhé. Yeah. Đây là dàn máy phải nói là cực đỉnh, dàn siêu mô tô. Đây, Bảo sẽ hướng dẫn cho mình đi đâu. Bảo dẫn đi đâu Bảo? Đua mô tô à? Bảo đua tô phẳng đua. Đây là Bảo sẽ thử đua mô tô. Là ô tô, đây là ô tô. Đấy, các bạn có thể vào đây là ta đua đua xe được nha. Đấy. Hôm nay khá là ồn đấy nha các bạn. Và Bảo sẽ thử trò chơi gọi là đua công thức 1 cho anh em. Đấy, và sau đó các bạn đừng đi xa, tôi sẽ trở lại với các bạn với trò chơi mà các bạn trẻ bây giờ rất là muốn được chơi thử một lần, tôi biết đó là trò chơi thực tế ảo nha. Sau này mình anh em mình sẽ dẫn các bạn đi trải nghiệm cái game thực tế ảo nó sẽ như thế nào, ok. Bảo đua chưa, các bạn có thể lấy bảo chúng ta chơi khá là gà nha. Đấy. Ô hơi toàn trong một bờ rào ấy. Kém quá, kém luôn. Và không và giới thiệu với các bạn luôn là cái con game này là con game được nói là VIP nhất và đắt đỏ nhất thành phố Tuy Hòa, nằm ở đường Hùng Vương. Đấy. Vâng, tại đang đứng vị trí thứ mấy? Với tốc độ 200 km/h anh ta đang tăng tốc. Wow. Đúng đường không công an bắt nha. Rồi một pha yếu quá, bảo yếu quá. Em thủ khách chưa được phê nhưng mà toàn hút vào một rào. Xe này thì méo hết mẹ xe còn gì nữa. Đang nạp côn rồi chứ. Nạp côn mới lên sau chứ. Đấy. Đủ mạnh quá, đủ yếu quá. Ôi trời ơi. Đấy, và hôm nay bà sẽ dẫn ta đi chơi trò chơi trải nghiệm trò chơi thực thế là sao? Lỏng dây, không chơi. Ý là sao? Chưa bỏ cây sao? Buồn thật. Tiếc là bây giờ game không chơi được nhá, bị trục trặc kỹ thuật. Không biết cái thành phần hacker nó hack mẹ con game. Đấy, và bây giờ mình sẽ đi đâu ta? Thử chơi trò đây nè. Đấy, và mình sẽ thử vào chơi trò chơi ném bóng rổ. Đây. Đấy, mình anh em mình sẽ chơi thử ném bóng rổ thử ai được nhiều điểm hơn anh em, ok. Rồi, và để Bảo và Thuận sẽ thử chơi trò chơi này thử cho anh em xem thử nó có gì hay ho. Ok. Bỏ tông ở đâu? Ôi dồi ôi. Kém vào những cái vẹn nhanh không hết điểm. Ừ, kém. Sợ, xịt hết vậy. Hơi mở nhỉ.
Vâng. Được bao nhiêu điểm? 40 điểm. Rồi, đây giờ đến lượt anh. Được mấy dòng đâu? Báo anh chơi đây. Đường bộ dễ ăn lắm anh ạ, nhưng mà mình chơi thử khó, cực kỳ khó, không ăn được. Bảo về thì mình bảo là thật sẽ đi kiếm trò gì hay chơi cái bữa thôi. Gắp thú này, gắp thú gắp được không? Bây giờ sẽ thử gắp gấu bông. Thuận lại gắp đi Thuận. Được đấy, một xu một lượt mà. Đấy, tu tật mẹ rồi, mất một lượt rồi. Nhấn nút là mất lượt rồi. Bảo vừa mất một lượt con gấu bông gọi là phí. Thôi hết cơ hội rồi, đến lên anh. Ok, và mình sẽ thử gắp thử xem nào. Bảo rẻ quá. Mấy đâu? Mấy đâu? Ok. Bên kia gắp không được nhé mọi người. Phải đối bên này xem sao chứ bên kia gắp không được. Được thử cái được không? Cái được. Em có được nữa thì không. Mọi người trên nhà xa ấy. Mọi người đánh trượt mẹ đó. Mình lắm mà không gấp được. Thôi còn rồi. Tông lên đây. Để em nha. Thôi thôi để cho Thuận thử xem mà. Vậy mình gấp nó đại nhưng mà thấy không? Mình gấp lên rồi mà nó tuột lại mới bực chứ. Được Thuận. Sẽ thấy ạ. Tưởng được nhưng mà cuối cùng cũng trả được anh em ạ. Thôi. Tiền mất tật mang. Có tôi gì hay không? Đấy, mình đang ở tầng 3 của quán game đắt nhất thành phố. Đấy, anh em thì thấy khá chi là đẹp nhau đó. Anh em nào muốn thử thì cứ vào đây thử một lần cho biết. Và đây cũng nói bạn khá nhiều là trẻ trâu nhỉ. Trẻ trâu khá là nhiều. Đấy. Trẻ trâu. Trẻ trâu đang chơi liên minh đang rất là ức chế. Thôi mình ở đây mình không thể trôn trẻ trâu được nhau. Ở đây là các quán game văn minh lịch sự nên mình không tiện nói nhiều ở đây. Mình cũng không có trò gì để chôn anh em ở đây cả, bởi vì trẻ trâu ở đây rất đông và rất nguy hiểm anh em ạ. Đấy, và nói luôn với các bạn là bạn hãy thử một lần đến để trải nghiệm nhá. Mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng xung quanh đây xem thử có cái nhiều gì nó khác biệt không. Ok, và đi quay những cái này là phải nói thực sự, phải nói là trai mặt dày mặt này. Mặt dày râu không mọc được mới đi quay, quay này ngại bố mẹ. Ai không đi cầm tên nó quay mà chỉ chiến trước mặt người ta như vậy rồi nó hổ phi lắm.
thấy không? Mẹ gắn cái này để làm gì đây ta? À. Mẹ cái này là mẹ 20cm rồi. Trời ơi. Mẹ ngầu chịt như thế này mà để phơi ngoài trời hết tội ghê anh em. Tội quá tội luôn. Một vòng trải nghiệm, một vòng con game đắt đỏ nhất thành phố anh em. Thôi về bây giờ mình nắng quá, không nói nhiều nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đó.